con cái nè sanh đẻ ra rồi á, bỏ mẹ bỏ cha như vậy nè, không một người nào mà chăm sóc lo. Lúc có tiền có bạc á, bu lại khi hết tiền rồi á, bỏ như vậy nè, nhắm tay cầu xin ông bà cô bác anh chị em chia sẻ nhiều nhiều lên. Nhị hai ơi, ăn không được, ối mửa nằm từ ba bữa nay không một người nào vô dòm ngó giùm. Ác gì mà ác dữ vậy trời. Để con ấy kêu Mơ Yến qua rồi đỡ lên tắm rửa dọn dẹp nhà cửa. Ai có thấy chia sẻ mạnh mạnh lên, chia sẻ cho nhiều lên để cho con cái anh chị em thấy mà về mà chăm sóc. Không con không cái không gì hết trơn vậy nè, nằm ở đây là ba bữa liền, tôi đâu hay đâu, giờ tôi mới hay nè. Để kêu qua khiêng lên rồi tắm rửa. Ăn uống thì ói ra. À, nhìn đi. Đó. Trở này đi nè. Đủ mấy tao giang hồ thiệt chứ cảnh này tao đâu chịu nổi đâu. Ta phải vô tôi tắm rửa giặt dĩa dọn dẹp đồ lên, mua thuốc ở đâu cháo cho ăn. Không một người nào dòm ngó tới hết luôn. Tất cả có anh chị em con cháu gần một bên nữa nhưng mà không ai dòm hết. Đỏ đi, nhìn đi, lúc có tiền thì chị em bạn bè thì chị $2 mà $2 đô lồn. Bây giờ nằm đây lết lồn đây không thấy mà người nào lại bà $2 bà $2 đủ má rồi. Bây giờ vậy đó, nằm hấp hối không có một người, người ta bệnh nữa, nó phải xả thân cho tao làm. Không có người nào khiêng tiếp, ông cố nội cha tao khiêng không nổi nữa, đi kiếm người khiêng tiếp mới được. Nhìn đi, tức đái cỡ này đó. Cái nhà bán lo thì không bán,